Nói con nói cho chúng sanh biết luôn đó, là trong cái năm dần này là tới cuối năm dần là còn vô sổ, còn qua năm dần rồi đến năm mẹo là phá sổ. Phá sổ là có nghĩa là mình tu cũng không được vô sổ đó, thì chết sắp lớp luôn, đau nè, đói nè, dẫn tới luôn. Cha mẹ nói tới năm mèo thôi, chừng nào nói tới nữa thì cô nói nữa. Mẹ nói tới đầu là cô Không sưng, cô vừa lấy cái gươm ha, cô vừa lấy cái gươm vậy ha, cô rút ra một cái ha, mất tiêu ngã cạch liền. Cái gươm này của bạn chắc nhị, cô đừng chắc nhị về, nó bảo vệ cho Đây là cô, trừ tà ma ngoại đạo hay sao? Tôi thấy coi trừ tà ma, được lệnh trừ tà ma mà. Màn này tới đây dữ lắm, không bay vừa đâu con ơi. Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng em chúng cháu cũng hội đủ nhân duyên đến đây, trước là viếng sức khỏe của cô Năm, sau là cũng có đôi điều tâm sự về Phật pháp cùng với cô Năm. Thì trước khi trao đổi Phật pháp thì chúng em chúng cháu xin hỏi cô Năm, thì thời gian gần đây có một vị này cũng ở gần nhà, hiện bây giờ thì cô Năm đã nhận làm đệ tử, thì có những cái việc bị bùa ngải gì đó, cho chúng cháu không rõ thì xin nhờ cô Năm cũng trình bày giùm. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Thì nhỏ này nè, thì nó cũng ở gần đây với cô, nhưng mà cô làm bệnh cũng mấy năm nay mà nó không có biết. Cái bữa nó mới biết được là do cái thằng kia nó lại đây nè, rồi nó uống cậu ăn ở đâu đó, nằm võng đâu đó, nằm võng của quán đó đó, rồi nó mới nói là đợi cô Năm cúng mẫu rồi ngày mai á là mới ra. Thì nhỏ này nó mới thấy vậy đó, là mai á đi, và sáng bữa sau là cô cũng mẫu rồi, là mùng 9, là cô cũng mùng 9, 19, 29 không à, tại vì mẫu kêu sao là cô làm vậy, người ta thì nó cũng mùng 8. Rồi cái hai đứa, cái thằng kia nó mới lại với nhỏ này, thì nó mới đưa ra đó, là cô mới nói bây giờ cái phép này á là nó nói con thỉnh của người ta để mà làm ăn buôn bán quán rồi đó, cho nó đắt vậy thôi, mà con đeo vô không được. Nói sao đeo vô, nói đeo vô nóng, đeo vô thì thấy nó nóng, nóng người chỗ cũng dây, nóng người đâu làm sao mày cởi. Thì đeo tới đâu thì nóng cái đó. Dạ ngồi. Ừ. Nóng cái đó. Đeo vô nóng đeo không được. Nó nóng kiểu sao, nóng vừa 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 không? Nó nóng khó chịu lắm, không có chịu được. Mà lúc trước chị khi mà chị cái ông dây chuyền này, chị làm bùa hay là như thế nào, chị nhờ không ta? không biết bùa hay là gì mình cũng không biết, tại vì đi coi cũng như là nói là mình bị như vong hồn gì đó, theo Ma đồ phá đi. theo phá này kia, để mình thâu vô đây nè, mình đeo vô, nói chung là cho Cũng như mình ông an, thầy đó đó, mình mình nói đi gõ, vô mình nói như ông thầy đó, ông nói là cũng như gì đó, mình nói rồi mình đeo trên thì vô là mình đeo không có bị gì đó theo vô mình nữa, ông nhưng thầy mà mới vậy đeo đó. nó nóng, tất nhiên là nó nóng, đeo vô là nó nóng lắm, cũng đốt. Đúng rồi, nên nó dường giống như là lửa mà đeo nguyên cọng chèn, là giống như cái dòng mà ông Tề Thiên cũng trẻ. Dạ. Nó nóng cỡ đó đó, nó nóng dữ nóng lắm. Dữ vậy ha. Ghét ông chồng nóng quá cỡ rồi dùng. Mà cái cọng dây chuyền là dạng thiệt hả chị? Dạ, cọng chèn thì nó cũng thiệt, nhưng mà hôm nay không có đeo theo. Cái không có biết quay đâu đeo. Cái cô Năm lại đây mùng mới 9 biết. lại đi, cúng mẫu rồi nó Đúng phụ vậy, làm đệ tử luôn vậy đó. Rồi nó không có biết, nó đeo lấy cô cái Năm này. mới nói lấy ra đi mà làm cho. Cái bữa đầu thì làm nó cũng còn hơi ẩm ẩm à, thì bữa sau lên nữa cũng làm giống 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 gì đó đây nè. Nhưng bữa đầu đó thì nó nói vậy, cô ngồi ngoài bàn còn làm chơi quá, chơi không thôi, không cứ vô đây trình mẹ những cái nói mẹ ơi nhỏ này nó cái người ta sên cái vô cọng dây này nè, cho nó đeo cho nó mà ăn được với tà ma đừng nhập nó, mà sao bây giờ nó đeo không có được, nó nóng không à, rồi coi mẹ giải ra đi.
giải ra cho nó hết đi. Cái cô mới đọc chú của mẹ rồi cái mẹ nói là thầy tổ qua chở về nấy đi, người ta không có nhận thì mình đừng có theo nữa, trả lại cái sự bình yên cho người ta đi, các vị đi về đi. Thì cô đọc cái cô giấy ha, à, mày ngồi ngoài bàn làm chơi chơi thôi, về mày đeo đi, nếu còn ngày mai mày lại. Bị Minh cũng làm biết, mới vừa cúng gầu đó mệt, nó cũng ra ngồi nói chuyện chơi vậy đó. Cái bữa sau nó lại nó còn nóng cũng 50%. Rồi bữa nay vô đây, vô cô trình mẹ đàng hoàng, cô mới đổ nước vô đây, cái cô mới giá đàng hoàng kỹ lưỡng hen, đọc cho các vị đó ra, cho các vị ra cái nó đeo vô là nó hết luôn. Cái bữa sau mấy ngày sau lại tôi nói nó còn ấm ấm chút xíu à, rồi vô đây làm cái cho tiệt luôn. Đó, lần thứ ba cái cô mới giá trình là nó đeo hết trơn, mát luôn, tới nay nó không đeo, mát gự luôn, hết luôn đó. Rồi nó mới là nó nói vậy á, mày hết á thì mày lại đây mày cúng mẹ hàng tuần như hàng tháng, cô mùng 9 nè, 19 nè, 29 là mày lại đi mày phụ đặng mình kiếm công đức. Vì nhỏ này căn tiên, con căn bên mẫu nè, căn bên mẫu, để tôi nhìn mày coi. Mày chỉ có lỗ tai, được cô nhìn lỗ tai này, cờ căn mẫu luôn ha, căn của mẫu này, căn bên thật mẫu đấy hen nè. Mình nhìn cái lỗ tai nè, tao chỉ nè, từ đây xuống đây tới cái hẹo nè, ra đây là bên căn mẫu không. Cũng như nó tới đây cái nó hẹo vô, hẹo vô cái chai nó bự ra, thấy không hẹo không đó, là căn mẫu. Con này chọn vô nè là bên Phật, lỗ tai Phật, cái chai nó bự đó. Còn căn mẫu thì này là bên căn tiên. Căn tiên á, bên căn của mẹ Quan Âm là lỗ tai giảo không, nhìn lỗ tai là cô biết ở đâu căn đâu rồi đó. Cái căn này là bên tiên nè, căn thằng này bên Phật nè, căn bên mẫu nè, nó có đặc biệt bên mẹ chỉ cô. Dạ thì chị ơi cho em hỏi vài câu, thì khi mà từ đó giờ thì chị có tin những cái việc mày như là bên phép mẹ chị có tin không? Được thay trộn. Đó giờ em cũng chưa thấy gì nữa. Thành ra cái này là thực tế có thể. Nhưng mà bây giờ nó đã có xảy ra như vậy rồi, nhờ cũng cô Năm và nhờ điện có âm trên để giải mãi như vậy, chị có tin không chị? Thì có mình mới tin. Có thiệt gì đó. Có thiệt. Tin thì vợ làm đệ tử luôn đó, ngày cúng mẫu là lại nè. Đó, lại gửi chén đồ làm vậy đó rồi chút xong rồi về. Dạ. Vậy đó. Ha. Rồi hàng ngày mình theo đạo nào chị? Em thì Hòa Hảo. Phật giáo Hòa Hảo ấy. Hòa Hảo. Dạ. Rồi không phải là mình tin không tin gì. Tại vì có thiệt thì mình mới có cái là sự thật luôn. Dạ. Không qua Mỹ. Nó hiền lắm nha, nó nói chuyện qua. Không gành mày thấy không? Dạ. Sao nó vậy? Mình có con trai vậy chị? Con trai trường luôn á. Trường quý quá. Đi bán đồ chai nhưng mà. Quá bởi vì nhà bận rộn nhưng mà không phải dẫn vợ đây. Là ngày là chính mình cúng là nó là hại mình gì, nhưng mà mình muốn đi ta làm, chỉ làm cho mình mà ăn được thôi. Mình nó như như là nhưng mà không ngờ mình không có chịu gì, trong cái tâm chi người ta không có chịu. Bị nó tu theo bên mẹ rồi, đã ăn chay niệm Phật biết tu thì đâu có tà ma nào nhập được, mà đi nghe là người ta làm bùa vô là không có chịu. Mấy nên... đầu không phải em thên này cũng bà chị bên ấy, thằng cháu á, nó bị như là nó đi chơi nghĩ như mấy dông theo nó đó. Rồi thôi vậy mình, chị thỉnh vị thông bình Phật thầy bên tổ đình Hòa Hảo anh á. Chị con chị cũng đeo cũng hết mẹ mình đeo, mình thỉnh đeo hồi xưa thì đeo dưới này nè, còn bây giờ đeo phần cổ đi không biết. Thì cũng thỉnh về đeo. Không mà đeo gì không Phật cũng hay luôn á, vì đeo không có bị chấn ngang ngủ không. Rồi tới đi làm ông thầy đó, làm vô rồi về đi qua bên làm ông thầy đó đó hen. Ông thầy đó ở đâu mày nói rõ rồi mày làm gì không biết, mà dẫn mày đi á chị. Mày dẫn mày đi ở đâu? Là bà đi làm giùm con đi. Cũng mà, như là ảnh gì chị bệnh đi kia gì đó, nhưng mà qua ở đâu xa gần ở đây mình á nè, cũng xa chứ có gần. Qua coi chợ mới được không? Chợ mới bánh em muốn làm chỗ đó thì dẫn đi về. Cái ảnh mới gặp em đeo vậy đó, anh nói thôi để anh sang qua cho, thì cũng như tôi tính như là Phật thôi, phép Phật bù Phật giờ coi không biết anh sơn cái gì vô gì đeo không được. Nghe nó nói là thấy tật tật ra không biết dành cái gì vô đeo không được. Chị là người ở mình ở đây mà. Nó An Giang nè, Long Xuyên nè, rồi có chồng về đây. Dạ sao chị nói chuyện cứng quá. Tại nó chuyện cứng gì đó. Chứ ai nè, cũng nói giống người chung, người quắc, người gì đó. Người ngoài vô.
Nhưng mà chị ở chỗ xiên mình nè. Lúc gì mình đeo là mình chưa đi thèm, mình chưa bị ha. Không. Đi về đây không có được. Mới lại gặp cô đó. Xong rồi đi thầy, thầy nào đó cái mới về mới bị. Nói đâu chợ mới vậy mà nó không biết cái khúc đó. Không biết. Cái đeo mà đó hen, bữa đó nó nói nha. Bữa nó đem cộng chuyện ra cho cô xả ra đó. Coi như mình xả thầy cũng như là chủ ai về người nấy. Mình kêu người ta đi về thôi. Thì với là nó nghe cái tiếng như nó đóng mà nó nghe cái cổ này nè. Nó ơi lúc đó rồi mình nói mày nghe cái tiếng nó vằn vặn lỗ tai à, tiếng nữ. Nữ hồi đó con chưa đi thỉnh bồ đây thì con nghe tiếng nữ. Nghe tiếng nữ nó vặn lỗ tai nó vậy đó. Hoài à. Không chị có sao chị cứ trình bày đang để cho. Kêu nó chuyện hoài vậy đó. Kêu kêu nói. Cái chuyện tâm linh này thì thật sự nó có chứ, nếu mà không có tâm linh sao có linh hồn có phải có những cái chuyện nói à. Mà coi nó nói cũng thật tình, nó không có gành nữa đó. Chứ đừng nói nói vậy người ta ok đúng không? Giờ thời buổi này nhiều cái cùng ma hết không Năm? Có giờ chủ em nó là ai cũng nói chứ á, ngay đầu cầu đó giữa bước qua là quán chay cô bán nè, rồi nghe nói chuyện á cái gì mình cũng quen gì cũng sợ. Sợ lại đây bữa đó cô dạy nó xả cái phép qua cho nó rồi nha. Rồi cô mới nói thôi bây giờ á là thầy tổ qua trở về nấy đi, đừng có theo người ta nữa. Giờ người ta thỉnh nhưng mà người ta không có nhận mình rồi, thôi mình trở về thầy của mình, sư phụ mình đi. Đó thì ba lần hen là cô mới đọc là chú chữ đề của mẹ đó. Rồi xong hết. Rồi nó nói là nó nghe cái tiếng nữ á, nó hoài lâu nào giờ em chưa biết cái gì luôn. Là cô mới nói bây giờ á là xả ra rồi cô mới là dùng cái chú của mẹ đó không có đeo nhét túi rồi cô mới cho nó đeo vô đeo cái nói của nó này trời ơi bây giờ đeo có gì chị mà đeo không có được bữa sao cái tôm gì vô giờ nó nóng quá lạnh tới đâu vậy nóng tới đâu dạ. 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 Cảm ơn chị đã chia sẻ dạ. Những cái sự huyền diệu ở mình đang quan tâm. Không mà thiệt dạ. Như vậy mà nó hết nóng thì mới cũng khen hay thiệt luôn. Cái chị mới là giải làm cái tiểu quan ha. Dạ. Phải rồi chị đồng thủ đó là học luôn rồi ở gần đấy mà. Thì mướn mấy cúng cái lại vậy đó. Lại. Chén rồi làm phụ phụ chip một chút rồi xong rồi về vậy đó. Thì theo như của chúng đó chúng em thì cảm giác được là cô Năm thì cũng hiền hậu, cũng có cái nét của cái người đạo, cái người thầy ok lắm cô Năm. Còn chị này đệ tử cô Năm thì cũng rất xứng đáng cô Năm. Hiền lắm, nói chuyện không gành nữa thấy không? Lại nói không biết con nghe đứa cái tiếng người nữ nói chuyện đố tai con hoài à cô. Cô nói là như trong cục đất. Lúc đang lúc đeo chuyện đó, nóng lại. Đeo chuyện là không có đeo được. Bóng túi không à? Bữa nay lại nó bỏ trong túi của cô mới nói thôi mày thỉnh bùa của người ta thì mày không đeo, mày không là dùng thì mình đốt đi. Nó nói đốt không được. Rồi tôi nói dị dục đi, nó không được nữa, bị cộng dây chuyền nè, mới đưa cộng chuyền ra, vàng 18 mà. Nó nói hạn chế vàng nó không dục được phải rồi. Rồi gì ta làm sao bây giờ? Ta biết làm sao? Thôi để tao vô tao giái mẹ. Xả ra cho mày. Nhan, bị gì nếu bùa thì mình đốt. Dạ. Còn này cộng chuyền làm sao dục, dục tập uống xa cái tôi nói gì nè, cô cũng tính là làm cho nó thâu chứ cô không nghĩ là hết luôn nha. Cô mới hồi để tôi vô tôi giái mẹ tôi xả cho mày. Cái cô giái mẹ đơn giản nghe coi cô đọc một chút vậy đó. Mà hết trơn. Mới gì thì còn nghe. Để cô nói nghe. Ba lần là tiệt. Ba lần hết à. Thiệt luôn. Lần thứ ba là tiệt. Cô mà cô làm bệnh cho người ta đó, cái chú mẹ cũng vô cũng giờ mày. Sao tôi thấy bà nói gì đâu mà nhẹ hiệu. Sao ai cũng hết trơn vậy? Tôi sợ người ta không hết rồi. Tôi nói tôi đâu có nói đâu. Mẹ nói thì mà mẹ là Phật phải nói nhẹ nhàng. Chứ tôi đâu có nói hùm hổ. Mới thấy người ta làm mồm mổ sao? Thấy bà nói nhẹ hiều rồi. Tôi nói là mẹ xuống điển mẹ nói thôi luôn. Đó nó phục tùng nước Việt Nam mình luôn. Bữa nay bà ngốc trở rồi nó nói vô. Rồi sao vậy? Mà không sao. Rồi sao? Nó chết rồi nó chứ cửa nhà cái gì? Mất thời hả? Nó nói vô nó vô. Là sao mất thời hả? Ở đó kìa, chỉ cãi ngang mà chưa dám cãi cho cô Năm. Sao cãi? Bữa cách này ba bữa là sát cho chút. Là mất ba bữa nay hả? Rồi mày đi ra đâu? Đi nào? Con đi con chuyện. Vậy rồi về ghé hay sao? Không, con chạy mới xuống giúp cậu à. Gì hả? Cái xe tải nó quẹt con. Gì hả? Ừ. Nói này chút xíu à. Cái cửa nhận lại đó ha. Cái rồi cái con nó quẹt cách nào con cũng không biết.
cái con lạng ra con lạng vô giống như là dòng số 8 vậy đó, mà nó con không có té. Rồi gần tới nhà của dì nà thì sao con không biết sao ngày mỗi ngày con đi qua lại con nhìn vô đây con miệng phạt hoài. Cái tới này cái gặp tới rồi cái con nghe người ta kêu con buông buông cái tay thắng ra, cái tay ra đó. Kêu buông ra. Ờ kêu con buông ra. Buông tay thắng ra, buông tay ra ra ha. Tay ra ra. Con nghe nhẫn nhẫn như vậy đó. Con buông ra. Tại đây mẹ cứu đó. Con mới buông cái tay ra. Bữa tao có nhà không mày không kêu tao. Con cái độ con buông ra rồi phải không? Con lái vô. Thì con lần buông nghe lại con buông ra là con lái vô được đó. Còn cái con mới là niệm Phật. Môi Phật mẹ qua thăm tác con khổ nạn con. Cái đầu con lái vô ông nội anh xe tải á, ông sợ con té rồi thì con lăn quăng rồi. Rồi bé bá mạnh lắm. Bá mà lăn quăng mà không té đó là hên đó. Bởi vì nó cái ảnh mày đậu cắt con có ba thước. Cái chắc cái phượng của cuối cùng. Ngay đang ngay chỗ cái miệng tạt. Y gan luôn. Thắng. Rồi cái xe con đâm vô cái lượt xe của ảnh luôn, con nói chết là môi đạo Phật cấp này con chui với này không ai kéo con lại. Thì nó linh thiệt. Mày vừa vô cái đít xe em chừng phải như nó lụng vô đầu vô mình nên là mạnh. Không biết cỡ dừng nào lắm. Mà nó dừng cái kẹt liền luôn á. Thắng rồi. Cái đó là đứng thiệt đó nha. Đứng lại rồi một cái xe con nó đứng sững luôn. Mà chị thắng là ai thắng chị? Không biết luôn, vợ đó nó lính quýnh. Cũng như nó bá vô, nó lính quýnh lăng quăng mở nó trượt tới đây luôn, nó mới chui vô cái gầm xe luôn. Chui vô còn gì nữa. Hết biết không? Cái gầm luôn mà ông tưởng là chỉ xuống dưới rồi đó. Tưởng là chết rồi đó. Xe tải chắc nó nói mày chui vô là mày chết rồi luôn rồi đó. Thì đó nó chui xuống vậy thẳng. Bởi vì mày lại đây đi. Quan Âm Bồ Tát ấy, cái coi đi đợi. Chứ là chị nói là chị nằm chấm rồi đó sao mà ôi, là chui xuống vậy thẳng, cũng thẳng vô vậy. Mà cũng hên, cũng khiến nó lại gặp cô hôm gài cũng được cả tháng này đó. Không quá mạnh, cũng quá nhẹ được, cái đầu vô cũng chết. Rồi mình đưa vô mình chơi. Cuối cùng ngậu trên xe là chị nằm chứ. Ngậu trên xe như là bình thường vậy đó. Quá như nó dừng tới đó là cái đầu cái mình nó không có vô trong cái thùng xe mà nó dừng lại cách thẳng nên không có đụng đâu chứ. Không cái đó ai chắc đó mình không biết luôn á. Đây nè để cô nói con nghe cái bữa mà ăn vị mẹ. Bữa ăn vị mẹ Quan Âm nên là cô điện cho cô quay đi. Là rước 8 ông thầy là cũng như là mình rước 8 ông thầy lại để mà cho chánh quyền nó không làm do khó mình thôi. Chứ mình cũng biết nhưng mà có 8 vị sư đó lại cho mấy người công an nữa đó. Có thầy mà thì chùa đó là nó không dám nói mình thì mới rước mẹ ông lại 8 vị luôn nha. 8 vị là chủ trì đó, chủ trì chùa Long Hòa Long Định đó. An vị mẹ lên đọc kinh người đi kinh hành 3 vòng đấy ha. Cô đạo hảo với cô đạo nào cũng biết chứ. Đạo nào ta cũng biết hết chứ. Đi vô chùa cũng biết, đi kinh hành cũng biết ha. Để học hỏi đủ thứ cả mình đạo mình như mình. Thầy có nói nè, mình xem kinh Phật cho mở mang trí tuệ chứ không có cấm. Cấm là cấm cũng như là mình là không được coi của Thiên Chúa chứ tôi đâu có nói. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa cô Nam ơi, thì thì như bây giờ thấy cũng có nhiều cái đàn tay mà mình được một năm thì đến đây mà thấy sau này có còn nhiều sự biết chỉ gì mới còn nhiều lắm để cô nói cho nghe. Là cái này là cái chuyện bề trên, bề trên nói cho cô biết nghe, là từ năm Sửu đó là nói cho cô biết là cái tháng 6 bùng phát năm Sửu á hen, thì tháng 6 bùng phát nghe con, thì đến tháng 10 đó là dịu, 11, 12 là hết, ăn Tết vui vẻ nghe con, tháng Giêng tháng 2, tháng 3 vẫn bình thường, qua tháng 5 đó là bắt đầu, tháng 5 là năm này năm Dần nè, đó, còn cái năm Sửu đó cũng cho cô biết luôn là tháng 6, nói tới đâu là cô kêu chú biết cái viết vô hết cuốn tập đàng hoàng coi ngày đó tháng đó trên bề trên nói gì có đúng không, đúng nguy trang hết trơn. Bây giờ là mẹ mới cho cô biết một tuần nay nè, coi như là hồi năm ngoái đó thì ơn trên cho cô biết là tháng 6 bùng phát, đến tháng 10 là dịu, tháng 11 hết, tháng 12 hết, tháng Giêng ăn Tết vui vẻ, tháng 2 ăn Tết bình thường, qua tháng 3 cũng vui vẻ bình thường, tháng 4 hơi hơi, tháng 6 tháng 7 bắt đầu bệnh dịch này là trên nói cho cô biết là cái con Covid đó nó biến thể ra là gọi là bệnh lạ. Tháng 7 này nè, tháng 7 năm mèo nè là bắt đầu tới nghe, rồi mẹ nó đây tới Tết luôn. Tháng 7 này bắt đầu nè, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11 vẫn chưa vui đâu con, còn qua năm mèo đấy trời cuối cùng
qua năm mèo rồi đó, mẹ nói sắp lớp con. Bây giờ là mẹ cho con ngồi tại nhà để trị bệnh cho chúng sanh nha. Chứ qua năm mèo con không có được ngồi ở nhà mà con chờ người ta đem bệnh tới đâu nha con. Con phải đi tới đó là qua năm tới mẹ cho cô biết là qua đà tái thế. Xuống để chuyển cái xác cô đi trị bệnh. Qua đà tái thế với ông Thái Thượng Lâu Quân hai người đó chuyển cô đi. Chứ không có ngồi ở nhà mà chờ người ta tới, người ta đâu có đi được nổi đâu. Không có đi được nổi mà con ở nhà con ngồi đây đâu. Cho con biết trước để mà con liệu lượng. Nói với cô vậy luôn đó hen. Thì mẹ nói vậy đó. Thì là qua năm mèo đi tới Tết vẫn bệnh lai ra chứ không có hết. Rồi qua năm mèo đó hen, là con thấy đau buồn cho chúng sanh. Lớp đau, lớp chết, lớp đói. Đói luôn nha. Cho cô biết đói luôn. Rồi tới đó đó thì mẹ sẽ chuyển xuống là qua đài tới thế với ông Thái Thượng Lão Quân là chuyển cho cô đi. Hai người đó đã phải trợ lực cho cô đi trị bệnh cho chúng sanh. Đi luôn, không có ngồi nhà mà người ta đem, ta đâu có đi nổi đâu đem. Tới cái vùng nào bệnh nhiều là tới tới đó. Cho cô biết luôn, cô mới gầu, cô nói thân con già cả rồi tới đó rồi con đi thì sao được mẹ. Thì trên sắp đặt rồi con phải tuân lệnh mà thôi. Nhưng hồi đó nè, các bạn chắc nghĩ nè, thế nên cô đi đâu gặp hai bà. Hai bà giống hệt với nhau luôn nha. Mua trái dưa này, vậy giờ bà còn có hai trái à, cái cô lựa mua. Thế nên sao bà còn hai trái, sao con lựa. Phải chấp nhận thôi con, phải chấp nhận hai trái dưa này để sau này con làm nhiệm vụ. Mà cô lúc đó cũng không biết đó. Bây giờ y luôn đó. Bây giờ là tới đó hen, là mẹ cho cô biết là qua năm mèo là bệnh chết hen, đói chết luôn. Rồi là qua đài tái thế chuyển cho con với Thái Thượng Lão Quân và đại tướng là ông bà cũng chắc vậy nè, đi theo để trợ lực làm bệnh cho người ta đó. Mà cô cũng chưa biết là trị bệnh như thế nào nữa, mà mẹ nói cho biết vậy thôi, chưa biết mình trị bằng dùng mình cái gì luôn. Thì tới đâu là mẹ nói tới đó à, cô mới biết thôi. Dù tới đó thì mẹ nói tới đó, tới nữa mẹ nói nữa thì cô mới biết, chứ không có cho mình biết trước đó. Thì bây giờ như vậy là thì tôi nói đến nay cho bà con cộng đồng mạng biết là tôi á, thì tôi cũng đạo quả ba đời rồi. Đời ông ngoại tôi vì đạo mà chết. Thì cái thời xưa đó thì tôi chưa có ra đời nên tôi không có biết. Thì má tôi kể lại thôi là ông ngoại tôi theo đạo mà ở vùng Cà Mau dưới. Là tính là rủ nhau là 10 huynh đệ trốn lên đây. Thì quy với thầy rồi. Thì có đi lúc đi đó là thầy nguyện nếu 10 người này. Nếu 10 người này mà có chết một người cũng phải ra đầu thú, 9 người này phải ra đầu thú. Thề nguyện với nhau mà đi lên ngoài hảo chốn nên lên theo thầy đó mà chết hết trơn luôn. Nên vì cái sự đó nhưng cô cũng quý trọng lắm. Con cũng hồi đó cô nhỏ cô có biết mà nghe má cô kể đó cô thương. Mà lúc đó cô gặp thầy là cô khóc như mưa luôn, khóc cái bằng trong ruột nó nôn luôn, không còn biết luôn. Thì là ông ngoại là trốn thoát rồi, nhưng mà có một người bị nên chở ra đầu thú đem lên trên đầm chặt đầu chân rồi á, là má cô mới theo thầy rồi mới tản cư lên Đông Xuyên nè. Hồi đó là ở quê ở dưới Cà Mau rồi mới tản cư lên Đông Xuyên. Hồi đó cô mới có 5 tuổi thì ông ngoại chết rồi đó. Ông ngoại chết hồi má cô chưa có chồng luôn á, con gái đó là bị chặt đầu đó. Rồi xong cái bà ngoại mới sợ là mấy ông nói á, là giết cái có chừa rễ nên bà ngoại con sợ quá tản cư lên Xuyên ở luôn. Là lên Đông Xuyên cô được 10 tuổi nên cô quý là Phật pháp và cô quý thầy mình dữ lắm. Nên cô quy với thầy ở bên tại Tổ Định luôn, cô quy làng hoàng. Lúc trước cô còn trẻ cô đọc giảng thuộc lầu lào nhưng mà không có hiểu nghĩa, kiểu như mình còn trẻ đó nên mình chỉ đọc cho thông thái thôi chứ không có hiểu cái nghĩa lý của thầy nói ra. Thì từ cô mà tu năm 51 tuổi tới giờ đó là cô tu tới giờ thì cô ngộ đạo ra thầy dạy mình, suy nghĩ từ nét dấu nên cô hiểu ra được thầy dạy mình, nên cô nhận được, cô ngộ ra được. Thì cô thờ thầy có mà, nhưng mà lên đây đó, từ lên đây tới giờ là 4 năm đó, là chỉ các vị Phật này là kêu cô đó, vì kêu đàng hoàng đó. Con phải thờ vậy vậy đó. Vậy là chỉ do ở bề trên kêu cô. Do bề trên kêu không? Lúc trước là cô thờ Tam Bảo hả? Lúc trước là cô thờ miếng Trần Điều với thầy Tam Bảo với Cổ Quyền vậy thôi đó. Rồi từ ngày lên đây tới giờ mới thờ cái này nha. Lên đây là 4 năm mới thờ Phật Di Đà, Phật Tổ,
là Phật Di Đà với Phật Di Lạc đó, lên đây cô mới thờ gì đó. Chứ dưới là cô thờ từ xưa giờ mấy chục năm là cũng theo thầy mà. Rồi nhầm khi mình sợ mình nên bề trên kêu thì cô phải làm chứ không làm sao được. Dạ đúng rồi, cô được điểm cho. Điểm bề trên kêu cô làm gì thì cô làm, đặng mà mình có cái đặng mà trị bệnh thì trị bệnh đây là cũng bề trên kêu đó. Chứ cô không có biết gì trơn á. Dạ, cô Năm cho con hỏi là trước kia thì cô Năm có nguyên với thầy. Nhưng mà bây giờ thì cô Năm lại có duyên bên mẫu. Cái đó không phải là mình đã có sự được ở trên gia hộ không cô Năm? Thì ở trên đó là cô với thầy hồi đó là cô chưa có biết gì hết. Tới chừng mà cô tu được cũng 20 năm là coi như tu thì tu theo mẹ cha là hồi nhỏ tới lớn rồi. Theo thầy là cũng cúng lại ngày hai thời. Cũng ăn chay có 4 ngày nhưng mà cô phát miệng ăn 10 ngày hồi đó nè, hồi nhỏ nè. Quan được 10 ngày. Rồi sau này cô mới ăn trường luôn. Đó là hồi nhỏ cô tu theo má đó là thầy. Thì cô mới nói thôi ăn 4 ngày ít lắm ơi, ăn 10 ngày mới được bệnh. Là tự cô nói vậy đó. Cô ăn 10 ngày tới khi mà cô lớn nên cô có chồng vẫn ăn 10 ngày. Thì đến năm 51 tuổi rồi cô ăn trường tới giờ rồi được bề trên kêu đó. Thì mà mới chuyển cô lên đây là chỉ mới có 4 năm nay thôi, chứ nhà cô dưới Long Xuyên. Thì lên đây đó là ông Phật Di Đà ông kêu. Ông nói con phải đi tìm cái chỗ yên tĩnh mà tu phải thờ. Thờ ông đó, làm cô mới thờ đó. Rồi mẹ kêu luôn. Mẹ mẫu là kêu từ lâu rồi. Mẹ mẫu kêu rồi cô còn ở dưới Long Xuyên nè. Thì thấy bà Phật mẫu là cô kia mà ngoại không à, nên thờ mẫu. Rồi cái cô cũng trình ấy, mà thầy cô được trực tiếp được nghe thầy nói luôn nghe, không có thèm có gầy. Tại vì á, cô kể cái này chắc người ta cũng không có tin, nhưng mà cô cũng kể cho con nghe. Là em của cô đó, nhà Úc đó, là nó tu ăn chay trường từ nhỏ tới lớn. Mà nó được cái điểm ở trên xuống đó là nghe được Phật nói, nghe được thầy nói luôn. Thì lúc đó cô đi hành trình với nó là 7 năm đó, đi theo nó hoài luôn đó. Thì trên chuyển đâu là đi đó vậy. Thì cô mới nhận được cái lệnh đó là thầy nói ấy, là con là căn tiên xuống trần thì con làm nhiệm vụ của con. Thầy có gạt. Mà nhiệm vụ mình trên xuống thì ở đây chỉ sao mình làm vậy. Nên cô mới bớt sợ đó. Lúc trước cô sợ lắm. Cô sợ mình phạm đó. Cũng như mình theo thầy từ đó giờ ba đời mà sao bây giờ mình sợ. Sợ lạc đường tà không là... Không phải lạc đường tà, mình sợ phạm với thầy á. Ừ, chứ không có lạc tà. Rồi mình sợ mình phạm đó, phạm với thầy, thầy giờ mình thờ gì mình sợ phạm. Nhưng phạm với thầy nên sợ cái thầy nói không có sao. Con làm nhiệm vụ là con có lệnh bề trên thì con làm. Làm chân chánh là được. Không có cái gì là phải sợ, làm tà mới sợ. Đó, mình làm chân chánh là tiên là Phật. Đó, làm ngay thẳng là tiên là Phật. Rồi bởi vì thầy nói là không có sao, thầy cũng có dạy cô luôn, nên cô không có sợ nó hết sợ. Dạ, thì cô Năm ơi, thì cái trận mà đại dịch vừa qua đã quá là thê thảm rồi. Thì sẽ còn trận thê thảm thanh thê nào nữa không cô Năm? Thảm thê bước qua năm mèo, thảm thê đến đến luôn. Nhưng mà không phải một cái một ngang. Năm này chết mới, năm kia chết mới, chết đến đó đó. Thì mẹ con cho cô biết nghe. Nhưng mà giờ không có dám nói, không có dám nói trên đây. Mẹ nói tới vào cuộc đầu chiến, năm mèo là đầu chiến, cũng như là vô là khởi sự đầu nan đó là năm mèo. Cái mấy năm này sơ sơ thôi không có gì chứ, là năm mèo đó đầu năm đó là khởi sự, đó là khởi sự chiến tranh đau ở chết chóc là bắt đầu dẫn. Dạ. Bởi vì chiến tranh sao nó ông sợ chứ nó cô. Nói chừng nói mấy năm luôn mà không có dám nói ra đâu. Giờ trên mạng đẩy cho vụ chiến tranh. Không có dám nói, không có dám nói là mấy năm, mẹ nói cho cô biết mấy năm luôn. Mình chỉ biết là cái nhưng bây giờ mình thiên chúng sanh kể từ năm là còn một cái này nữa em. Là cái đó là trên thiên đình nói cho cô biết luôn, đại tướng quân đó là ông nói năm dần kết thúc là phá sổ. Có nghĩa là phá sổ những người tu đó, là tới năm dần là phá sổ luôn. Qua năm mèo không có vô sổ nữa. Còn tu trong năm này là kịp. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Trong cái năm dần này còn 4 năm tháng nữa cứ tu đi. Bà con cứ tu đi. Là Phật nay á, xả tội chỉ còn một lúc. Là ông Phật ông xá mình 50 rồi còn 50 mình tu. Hèn mà không kịp đó, qua năm mèo là không có vô sổ nữa. Coi như phá sổ. Là lúc đó chết bèo. Bèo. Cái đó là ở trên nói cho cô biết con nghe.
là nói con nói cho chúng sanh biết luôn đó, là trong cái năm dần này là tới cuối năm dần là còn vô sổ, còn qua năm dần rồi đến năm mẹo là phá sổ. Phá sổ là có nghĩa là mình tu cũng không được vô sổ đó, thì chết sắp lớp luôn, đau nè, đói nè, dẫn tới luôn. Cha mẹ nói tới năm mèo thôi, chừng nào nói tới nữa thì cô nói nữa. Mẹ nói tới đầu là cô nói tới đó. Dạ cô Năm ơi, thì trước khi mà cái hội long qua được lập lại đó cô Năm, thì ở trần gian trần thấy mình có điềm báo hay hiện tượng gì không cô Năm? Thì cái đó thì cũng như là mẹ chưa có nói tới, nhưng mà cô đã thấy mẹ cho biết nghe. Thì nước dưng lửa cháy cái đó là trong giấc mơ mẹ cho cô thấy luôn. Là mẹ nói cho cô biết là nó cháy cái đó là trong giấc mơ mẹ cho cô thấy luôn. Là mẹ nói cho cô biết là nó có màn cảnh như vậy đó. Chứ còn ở ngoài thì không có dám nói. Là hen là cô thấy từ ở dưới Bạc Liêu ngang. Bạc Liêu mình đó ngang. Là nước tràn lên, là tràn tới đâu ấy, là cây liệt tới đó. Không còn một cái đọt cây, không còn một cái nóc nhà luôn. Ôi tràn lên hen là đọt cây liệt liệt xuống, nhà cửa cũng mất tiêu chứ. Tràn nước trong lượng nào luôn ấy, bằng cái nhà, lượng sống ở dưới đưa lên rồi nói vậy nè. Con ơi niệm Phật đi đặng về Long Xuyên. Vậy đó nghe, mà cô nghe tiếng lồng lộng. Con ơi niệm Phật đi đặng về Long Xuyên mới sống. Cái gì luôn á. Sao về Long Xuyên mà sống không? Niệm Phật đi về Long Xuyên là sống. Sống, sống mình không có chết á. Còn ở dưới Cà Mau, Bạc Liêu là chết. Nói con gắng niệm Phật về tới Long Xuyên là sống. Vậy đó, nói vậy luôn á. Bởi vì mình về Long Xuyên rồi mình sống. Mẹ ở trên thì cho cô biết vậy thôi đó. Rồi tới đây thì mẹ mới nói cái này là một tuần nay thôi nha. Mẹ cho biết luôn đó, qua năm mèo đó là con không còn ngồi một chỗ này. Sao mà ngồi không chỗ, không ngồi một chỗ mà đợi ta bệnh đem tới mình làm đâu. Con phải đi. Lúc đó qua đà tái thế là cho cô biết hôm tháng 2 rồi, nhưng mà cô không biết chừng nào thôi. Rồi mẹ mới nói là qua đà tái thế đó là mới cứu độ chúng sanh mới nổi. Công qua đà đó là ổng là sư phụ của thầy thuốc á. Coi như là cô lúc đó cô nhận điển nha, mẹ nói cô cũng không biết ông qua đà là ai nha. Chứ cô về cô mới nói là mình đặt cái Google ra mình xem là ông qua đà tái thế là có nghĩa là sư phụ của thầy thuốc. Sư tổ luôn đó. Ừ, là tới đó là mẹ nói năm mèo đó là ổng mới điển về cho cô đi trị bệnh. Nhưng mà nhận cái lệnh ổng là nhận lâu rồi mà không có biết. Vì mẹ mới nói đây thôi. Mới nói tuần nay nè, đúng tuần nay nè. Bữa con nhỏ bên Úc là nó còn ở đây đó. Bữa đó 30 tay đó. Thì bên nay 4 năm tay đó, chưa tới 1 tuần đó. Mẹ cho biết luôn rồi đó. Nói gì? Thì bây giờ như là bà con nào đó, cố gắng mà niệm Phật. Cái màn này chỉ có niệm Phật mà thôi. Ông Phật Di Đà dạy cô nghe. Con tu chỉ cái màn này là niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, là sống sót, tâm bình đẳng, tâm từ bi là sống nha. Là làm việc thiện thì làm, việc ác không làm là sống. Ông Phật Di Đà dạy cô, ông dạy luôn đó nghe. Chứ không có phải tu như thời xưa mà khó. Màn này tu là dễ lắm. Nên là mình chỉ có niệm Phật, làm lành đánh dữ, tâm từ bi bác ái là được. Có nhiều đó không, chứ không có phải cần tu gì mà cực khổ chứ. Màn này tu rất là dễ luôn. Thầy có nói nay xả tội chỉ còn có một lúc mà. Một lúc này nè, ổng xả tội rồi thì mình gắng mà tu là ổng cứu mình liền. Có người bây giờ cô nói đây nghe, thật sự thật, có người không có biết niệm Phật luôn. Thực tế sát nhà cô nè, sát không dứt đó. Không có cúng mà cái giờ cúng mình hát nó cân nó trơn luôn. Thì chắc cũng thử mình nó thôi, kệ mình cúng gác rồi mình chờ. Ví dụ giờ đó cúng, còn cái giờ mà phiên chút thì mình ra niệm Phật, mình thiền. Chứ còn giờ đó đâu có thiền được, cái hát cái lỗ tai nhấp chân xong chỉ cúng thôi. Cúng với đọc kinh xong rồi phiên cô mới ra thiền. Cô có bộ phận thiền của cô đó. Cái mụn đó. Thiền thì mẹ mới xuống điển, mẹ nói chuyện này chuyện kia mới biết. Cô Năm ơi, con thấy giờ ở nước ngoài nó chiến tranh mà bây giờ nó dùng cái hạt nhân đó cô Năm. Có phải đó là cái nồi châm nó dẫn tới cái cuộc mà tàn phá chiến tranh này? Thì á, lúc đó là mẹ nói nè. Năm mèo khởi nan, đầu nan là chiến tranh, dịch bệnh, chết chóc, đau ốm là khởi sự bắt đầu tới. Bởi trong giảng thầy cũng có nói đó.
khắp thế giới hoàn cầu đó, cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu đó, thì con đạo thầy cũng biết rồi. Thì nay là tận diệt nè, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Phải tận diệt thôi, tận diệt. Nhưng mà mẹ cho cô biết luôn, mà cô không có dám nói cái thời gian nghe, chỉ nói vậy thôi. Mà nhưng mà mẹ cho biết cái năm mèo đã đầu, đầu chiến tranh khởi sự là dài xuống đó, dài tới đó, là cho biết mình năm mèo là khởi chứ mày mẹ nói mấy năm nay không có gì đâu con ơi. Cái năm sủi với năm dần không có gì chứ nghe, đơn sơ thôi. Tới năm mèo con mới thấy, chứ nói mẹ ơi năm rồi với năm cái năm sủi đó quá chừng bệnh người ta chết vậy mà cũng không có gì hả mẹ, nói chưa đâu con. Tới năm mèo con mới thấy. Năm mèo thê thảm lắm. Thê thảm mà chẳng những đau mà còn chết đói nữa. Bởi vì chứ không phải hay đâu. Dạ, cái lời mà ở trên đó, cái đó là ở trên nói cho cô biết không? Ở trên mẹ điện xuống. Chứ cô không có lấy trong kinh giảng ra nha. Thật kiểu cô biết giảng thuộc nhiều lắm mà cô không có nói ra. Cô nói trên điện xuống là nói ra là cô nói. Dạ, cô đang ở trên điện xuống là cho mình biết là hoàn cầu thế giới luôn sao cô Năm? Thì đó là cái hoàn cầu thế giới này trong kinh giảng lâu lâu mình cũng lấy kinh của thầy ra mình đọc chứ. Dạ, đúng rồi. Rồi cái đó điển mình nói lúc đó cái mình cũng lấy trong kinh về sấm giảng của thầy ra mình nói một câu vô cho năng khớp. Tại vì cô á là nhỏ cô đọc giảng suốt luôn, thuộc gành luôn. Mà cô suy nghĩ bây giờ vậy nè, người nào ta cũng tu hết trơn, ta cũng hiểu thầy của thầy mình hết rồi, nên mình nói những cái câu nữa tích thì mình nói vô thôi, chứ mình ta đã thuộc hết trơn rồi nói gì nữa. Thấy không, bây giờ đạo thầy là ai cũng thuộc hết trơn rồi, mình nói chỉ có quyền nhi đưa xuống thôi. Cô nói lâu lâu cô chim vô một câu giảng vậy thôi. Cũng như là mẹ nói á, là năm mèo là đầu chiến sự. Đầu chiến sự là bắt đầu đầu năm, bắt đầu đầu nè, gây sự tới cuối luôn. Là cũng như chiến tranh là đau ốm bệnh hoạn chết chóc. Là một năm một ngày, một năm nay ít, năm tới nhiều vậy đó. Đó, như là cái năm này, năm sủ này, năm dần này đó. Là lúc đó là ăn Tết rồi đó, là mẹ, là cái đó là thiên tướng nói nghe, chứ không phải mẹ nghe. Nào ông nào nói mình, ông đó nói. Mẹ ít có nói lắm, mẹ ít có nói rượu mà bệnh. Mẹ chỉ là cứu chúng sanh, còn các chị mà thiên tướng trên xuống là nói, nó màn trời chiếu đất gì gì nó mang nói chân cho cô biết luôn đó. Là cái ông Ngũ Dương, ông nắm binh quyền, ông nắm binh quyền hay ông nắm là chúng sanh trần gian mình đau chết như thế nào là ông nói, chị biết hết trơn. Ông nói cái năm sủ đó là tháng 6 đó, là ông cũng nói, rồi mẹ cũng có nói giống như luôn nha. Nhưng mà ông nói trước là chết thê thảm, nhưng mà không có sao, tới tháng 11, 12 là hết rồi con. Ăn Tết được ăn Tết vui, không có buồn. Mà đúng rồi, năm rồi mình ăn Tết cũng vui chứ đâu có bệnh gì đâu, phải không? Còn tháng 6 mới than khóc gầm trời đó. Tháng 6 mới giữ trên thành phố đó. Ở đây nè, mà cô biết trước luôn nghe, nói cái xóm của con ở nè không có sao, nhưng cái khúc ở dưới á, nói vậy khúc ở dưới nghe, là nó đóng bế tắc rồi đó con. Thì cô mới nói với chú, khúc trước là đâu không? Chắc mình vài bữa nổi lên ở dưới cầu số 5 với số 10, phá chốt luôn, không có đi được. Ở đây mà đi chợ còn không được nè, 3 ngày nó cho mình đi con lần nè, cho cái miếng giấy map này nè, ông cho miếng giấy là đi chợ như là dắt chèo phải không, 3 ngày đi mà đi buổi sáng cũng không được, đúng buổi chiều là đi buổi chiều. Thấy chưa, nói ở dưới dữ lắm, cái khúc ở dưới nói vậy đó nghe, khúc dưới mình thiệt y chang luôn. Dạ, nói ở trơn luôn. Dạ cô Năm ơi, thì những người mà bị chết dịch bệnh và bị chết vì chiến tranh đó cô Năm, họ sẽ linh hồn họ sẽ đi đâu cô Năm? Những cái người mà chết chiến tranh đó, là dịch bệnh đó, là không có tu rồi. Không có tu thì mới chết. Chết mà không phải là không tu mà có tu mà sống ngang, để con nói rõ luôn. Nếu mình hiện tại, con người mình còn sống hiện tại thế gian mà mình biết tu, thì mình sẽ là Phật rước mình. Còn những người không tu đó, thì chết thì đi về ngã quỷ súc sanh. Bởi vì đâu có niệm Phật đâu mà Phật cứu. Kêu Phật thì Phật mới cứu. Cũng như bây giờ đứa con đi chơi quạ, nó không kêu mày, mẹ không có, nó không kêu tới mẹ, nó đau khổ nó kêu mình sao mình biết nó mình mà mình giúp. Thấy không? Thì cô nói cái này, con cứ nhìn hiện tại là con biết cái người đó đi về đâu. Người không tu không niệm Phật, ngang tàn bất hiếu cha mẹ là chết, sẽ về ngạo quỷ lúc sanh. Còn người mình có tu có niệm Phật thì Phật rước. Bởi vì khắp thế giới, thầy nói đó là cũng như là khắp thế giới của nhà tan nát cùng xóm làng thứ thất của anh yêu đó, là những cái thế giới nó có tu nước Việt Nam mình.
không có tu bằng nước Việt Nam mình. Nước Việt Nam mình có Phật là sau này đó, là cũng như là nước Việt Nam mình là đại cồ Việt, đại cồ Việt nha. Thì các nước nó quy tụ, mà cái nước Nhật là nó tiêu, cái nước Nhật là sao nó qua đầm nô lệ nước mình, nước Nhật á. Còn Nga Mỹ thì nó còn một số thôi, chứ không có, không có còn đủ như bây giờ, nó qua nó phục tùng mình hết trơn. Còn kinh Phật vẫn coi hết, vẫn đi chùa lại Phật, vẫn coi kinh Phật để mở mang trí tuệ mình thêm. Nên là cô nghe là thầy là cô không có sợ gì, cô cứ coi kinh Phật, tụng kinh hang Phật Tổ hay gì đà hang gì cô cũng coi hết. Cô đi vô chùa cũng đi cúng luôn, cũng đi kinh hành luôn. Vừa đi kinh hành ba dặm là cô thấy trên mẹ điển hào quang chớp xuống một cái, không ai thấy mình nên cô thấy không? Là mẹ nói là bữa nay vui với con, là mẹ chứng ở đây ngự đây cho con. Bởi vì nói mày nha, mày lại mẹ thường thường nha, mày mẹ bắt cứu mình đó. Màn này là quỷ ma lắm, nó xô, nó xô đó, là mình đi là nó xô đó, chứ không phải như không mà té ở đâu mình, tại nó không biết. Hình như mình có bằng độ mình đó, mẹ độ tới đây là mẹ cứu liền đi chặn cái. Nó nói nghe chăng thì nghe chăng, chỗ kia cao này chứ cửa nhà cửa. Bởi vì nó mới lại đi luôn. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Dạ thì cô Năm ơi, thì chúng con rất là cảm ơn cô Năm đã chia sẻ về những cái lời hay ý đẹp trong hành Phật pháp để cho bà con mình tu hành. Thì trước khi kết đời, cô Năm cũng như là khi bà con mình tu hành làm sao để sống có lập đời được tổ, cô Năm thì nam mô. Tu thì bây giờ để cô nói cái môn tu màng này rất là dễ. Tôi khuyên bà con nha, màng này á là thầy có nói là nay xả tội chỉ còn một lúc thì Phật đã xả tội mình rồi, thì mình quay đầu là bờ. Thì quay đầu là cái gì, là bờ là cái gì, thì tôi để tôi giải thích cho bà con. Quay đầu là mình không có tham lam nè, không ích kỷ nè, không nhỏ mọn nè, cái tâm mình ở dẹp cái tánh ích kỷ, rồi mình mở cái tâm từ bi ra, mình mới thương tất cả chúng sanh, giàu nghèo cũng thương, dù người ta giàu cũng không ghét. Ta nghèo thì mình thương, mình có được chút ít thì mình cho chút ít theo cái khả năng của mình. Còn người ta giàu thì cũng không ganh ghét luôn, kệ người ta. Là đó là tâm từ bi, là coi như là từ bi thì Phật mới thương. Thì mình tu theo đây là mình tu ra Phật, thì Phật tâm từ bi thì mình quy y với Phật, thì mình phải làm theo Phật. Dù cho mình làm không được nhiều thì mình cũng làm ít, chứ không ai làm được theo như Phật được. Thì cái đó là chúng sanh mà, mình còn cái thân chúng sanh mà, còn sát phàm mà, thì mình giữ được cái giới của Phật ban ra đó thì mình được Phật cứu rồi. Đó là như vậy đó, chứ không có khó gì hết á. Nè, tâm từ bi nè, thương những người nghèo khổ nè. Không có tiền thì mình có 5.000 mình cho cũng được, 10.000 cũng được. Thì mình nghèo mình cho theo nghèo, là Phật chứng, là chứng cái lòng, cái tâm của mình từ bi là Phật chứng. Chứ không phải mình đem cho người ta 50 triệu mà cái tâm mình không có từ bi, mà mình cũng không có biết thương, thì cũng không có chứng. Nói sự thật cho bà con biết đó, là mình cái tâm từ bi là như vậy đó. Mình không có tiền nhiều, mình nói thấy người đó khổ quá mà tôi không có tiền, tôi cho 100.000 là Phật chứng mình bằng 1 triệu rồi. Bởi vì tôi nói cho bà con biết là rất là dễ là vậy đó. Thứ người ta không hiểu, người ta nói tu khó, làm sao mà tu được. Buôn bán mình vẫn ngồi buôn bán vẫn được bình thường, gọi là tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Nam Mô Quan Tâm Bồ Tát, vẫn ngồi giữa chợ vẫn tu được, chứ không có gì là khó. Mình bán buôn là giá phải chẳng, cân đâu đó đàng hoàng, không thêm không bớt không thiếu thì là tu rồi. Còn tánh từ bi đó, thương tất cả chúng sanh, là không phải mình đem tiền mình cho người ta gọi là thương. Mình mở cái lòng thương mình cho 5.000, 10.000 là mình làm việc thiện, là mình tiên tại thế rồi đó. Nói cho bà con biết, chứ không có phải tu là khó, tu là rất là dễ luôn. Tại vì tôi được bề trên chỉ dẫn cho tôi đó, nên tôi nói lại cho bà con biết để mà tu thôi, chứ là rất là dễ luôn. Bị gì cái màn này nó dễ dữ lắm. Còn hồi thời xưa mà thời đó là Phật Tổ Như Lai đó, thì đó là cái giới nó nhiều lắm, mình tu là khó. Thời đó là tu rất là khó. Thì tôi muốn nói cho bà con biết luôn là thời đó tu rất là khó. Nhưng cái màn mạt pháp này tu rất là dễ. Phật cũng xả tội cho mình rồi. Mà tôi nói cho bà con biết cái điều này nữa. Màn này đó là cái màn đó được của cha Ngọc Hoàng xuống ngang xem xét là
kết tội hay không kết tội là do cha Ngọc Hoàng. Cái đó là ở trên là xuống cho tôi nói cho tôi biết cái gì đó. Bởi vì mình làm cho tròn, ẩm bây giờ đang xem xét vô sổ đó, bộ sổ kết thúc lại đó là không được là chém đầu. Là tôi nói cho bà con biết, cha là lớn nhất, quyền quyết định được của cha, của mẹ. Mẹ duy trì Phật mẫu, cha Ngọc Hoàng Đại Đế 36 tầng trời, nhưng mà cha Ngọc Hoàng Đại Đế là tầng thứ nhất ở trên. Cha có quyền tha, có quyền giết là do cha. Còn Phật chỉ dạy mình tu mà thôi. Phật chỉ dạy mình làm hiền làm lành tu, thì mình tu theo Phật thì mình được Ngọc Hoàng ban thưởng. Còn Phật dạy mình tu mà mình làm không có đúng theo Phật thì đến đó mình có tội thì cha phải cảm thôi, Phật cũng không có xin được luôn đó. Tôi nói cho bà con biết màn này là như vậy. Cái màn này là cha xuống rồi, cho cô biết không nghe, xuống để xem xét kính thanh đó. Là Phật thì độ mình tu thôi chứ Phật không có cứu mình được đâu nghe. Mình tu theo Phật thì Phật cứu được, nhưng mình tu không có y như Phật là Phật không cứu. Bởi vì mình đâu có làm y, quy mà không làm y thì Phật đâu có cứu được. Thì lúc đó cha xem xét là cha chặn. Bởi vì tôi nói cho bà con biết, cứ làm ngay thẳng được, không có gì là phải sợ chết hết trơn. Làm ngay thẳng, không tham lam, không ích kỷ, không xô phụng kẻ phụ người già nghèo khó, không xô phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Nghèo cũng thương, giàu thì cũng vậy luôn, bình thường, không ghét, không ganh. Cứ y như tôi đi, mà nếu không đắc đạo tôi chịu tội cho. Tôi nói thiệt, tại vì tôi đây hồi trẻ tôi cũng làm ăn kinh doanh dữ lắm, nhưng tôi đã ngộ đạo. Là bây giờ tôi buông bỏ tất cả đó. Nhà tôi dưới Long Xuyên, nhà cửa đàng hoàng, nhà cao cửa rộng, vẫn bỏ hết đi lên đây để mà giác ngộ tu theo Phật dạy. Nên là được điển bề trên xuống cho tôi biết như vậy đó. Đó, thì tôi nói cho bà con biết như vậy đó, để mà tu, tu dễ lắm, không có gì là khó hết trơn á. Thì cô cũng chúc cho mấy đứa con là đi làm cái việc thiện nguyện này cho được là có công đức để sau này mình tu mình trở về với Phật, với cha, với mẹ. Đó, thì các con đi làm á thì mình tâm từ bi, ai cho mình làm việc gì mình ngay thẳng đâu đó thì là tốt rồi đó, được chấm nhớ rồi đó. Vậy đó. Thì con cô cũng